Xin chào các bạn. Chương trình tự học tiếng Anh sẽ hướng dẫn các bạn về ngữ pháp, từ vựng, giải các bài tập, luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Chương trình sẽ được phát sóng trên kênh YouTube 24STV. Mời các bạn đón xem và giới thiệu bạn bè cùng xem. Nếu thấy hay hoặc học được điều gì đó bổ ích từ chương trình này, các bạn hãy bấm thích, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn. Chào các bạn, chúng ta tiếp tục giải bài tập chia động từ trong ngoặc. Và cái phần này thì hơi khó hơn một tí, đó là chúng ta xác định cái thì hiện tại đơn hoặc là hiện tại tiếp diễn để mà chia cho nó chính xác. Cũng như thường lệ thì 36 câu trong cái đề này thì tôi cũng đặt ở trong cái phần nội dung của video, thì các bạn nên bấm dừng video để mà giải, hoặc là các bạn có thể copy và dán vào cái phần Word của mình và tự giải, tập giải các bạn ha. Sau đó các bạn quay lại video và xem hoặc là cùng nhau giải các bạn nhé. Ok, như vậy các bạn bấm dừng ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại và chúng ta bắt đầu giải các bạn ha. Câu thứ nhất, What Tom think of the budget? He think it most unfair. I agree with him. Ok, như vậy cái đoạn này có 3 câu. Thì ta mới hỏi là Tom nghĩ gì về cái ngân sách đó? Trả lời là anh ta cho rằng nó không công bằng. Unfair là không công bằng. Không công bằng chút nào. I agree with him có nghĩa là tôi đồng ý với anh ta. Rồi, như vậy chúng ta chia thì nào các bạn? Như vậy khi chúng ta hỏi từ think ha, hỏi về cái gì đó, thì cái đó chúng ta sẽ chia ở thì hiện tại đơn phải ha. Như vậy hiện tại đơn, động từ think là động từ thường, chúng ta mượn trợ do hoặc là does. Chủ từ là gì các bạn? Là Tom. Cho nên chúng ta mượn trợ does, đúng rồi. Does Tom think what does Tom think of the budget? Rồi, thì trả lời sao các bạn? Trả lời là anh ta cho rằng không có công bằng. Như vậy he thinks hiện tại đơn, đúng không nào? He thinks it most unfair. Rồi, I agree with him. Như vậy thì nào đây? Đúng rồi, cũng là thì hiện tại đơn. I agree with him. Ok, bôi đỏ ha, đó, dễ nhìn. Rồi, câu 2. What this one cost? It cost 40 pence. Đây cũng là một cái bài đàm thoại. Rồi, ta hỏi là cái này giá bao nhiêu? Nó có giá là 40 xu. Ok, như vậy thì nào các bạn? Thì hiện tại đơn hay tiếp diễn? Đơn. Ok, như vậy là this one là số ít, đúng không? Mình trả does. What does this one cost? Đúng không nào? Rồi, it costs 40 pence. Rồi, thứ ba số ít, đúng không nào? Như vậy cost phải sao? Thêm s. Ok. Ok, câu số 3. You hear the wind? It blows very strong tonight. Bạn có nghe tiếng gió không? Gió nó đang thổi rất là mạnh đêm nay, đúng nào? Như vậy bạn nghe tiếng gió không? Đó là hiện tại đơn, đúng nào? You, mình trả do, đúng nào? Do you hear, đúng không các bạn? You hear the wind. Ok. Và nó đang thổi, đúng không nào? Đang, đúng không nào? Nghe không? Nó đang mà, nó đang diễn ra như vậy. Nó đang thổi là hiện
Và tiếp diễn đúng nào. It is blowing very strong tonight. Câu 4. You see my car keys anywhere? No, I look for them but I not see them. Hỏi là bạn có nhìn thấy chìa khóa của tôi ở nơi nào không? Không, tôi tìm kiếm nó nhưng mà đến giờ vẫn chưa thấy. Như vậy là câu hỏi bạn có thấy chìa khóa tôi không? Ở nơi nào không? Bạn thấy không? Như vậy là hiện tại đơn đúng nào. You tôi mượn trợ. Do you see my car keys anywhere? No, không. Tôi đang đứng nè, looking for đúng không? I am looking, tôi đang tìm mà đúng không? Looking for them, but sao các bạn? Tôi không nhìn thấy nó. Như vậy là I sao? Hiện tại đơn đúng không? I do not nè. Đó, see them. Ok. Rồi, câu 5. He never listened to what you say. He always think about something else. Anh ta không bao giờ lắng nghe những gì mà bạn nói đâu. Anh ấy luôn luôn nghĩ về thứ khác. Luôn luôn nghĩ về những thứ khác. Như vậy là he never. Như vậy câu này có nghĩa là giống như là cái thói quen thực sự thật hiển nhiên rồi đúng không? Như vậy là hiện tại đơn đúng không các bạn? He never listens đúng không? Ngôi thứ 3 số ít to what you say. He always think about something else. Luôn luôn đúng nè. Ta luôn luôn he is đúng nè. Always thinking đúng nè. Thinking about something else. Rồi, câu 6. This book is about a man who desert his family and go to live on a Pacific island. Desert có nghĩa là bỏ gia đình đi. Đúng không? Cuốn sách nói về người đàn ông rời bỏ gia đình và đi đến sống ở một hòn đảo ở Pacific. Đảo Pacific. Như vậy, cuốn sách nói về cái gì đó? Tả về cái gì đó thì lúc đó chúng ta thì hiện tại đơn các bạn ha. The man who deserts his family and he đúng nè, he goes đúng nè, người ta bài số ít, he goes to rồi câu số 7. You understand what the lecturer is saying? No, I not understand him at all. Bạn có hiểu những gì mà giảng viên đang nói không? Không, tôi không hiểu. Anh ta đang nói gì hết. Như vậy là hiểu không, đúng không? Hiểu không? Hỏi là hiểu không, đúng không? Như vậy là hiện tại đơn, đúng không? Do you understand, đúng không? Understand. Rồi, no, I do not, I don't understand him at all. Thầy đơn hết các bạn ha. Rồi, câu 8. What you have for breakfast usually? I usually eat a carrot and drink a glass of cold water. Bạn thường ăn sáng món gì? Tôi thường ăn cà rốt và uống một ly nước lọc. Ly nước đá. Như vậy đây thói quen các bạn. Thường là đúng không? Thường. Thì như vậy là hiện tại đơn.
What do you have for breakfast usually? I usually để đơn đúng các bạn. Eat carrot and drink. Nào, drink a glass of cold water. Rồi câu 9. When the curtain rises, we see a group of workers. They picket factory gate. Okay. Khi mà cái bức rèm bức màn được kéo lên, thì chúng ta nhìn thấy một nhóm công nhân họ tập trung phản đối ở trước cổng nhà máy. Ha, picket là tập trung phản đối. Picket là tập trung phản đối ha. Như vậy khi mà cái bức rèm nó tăng lên, nó kéo lên đúng không? The curtain rises, các bạn rises, we see đúng không? Ta nhìn thấy một nhóm công nhân, họ sao? Họ tập trung, như vậy họ tập trung mình thấy là họ đang đúng không? Đang tập trung, ok, đang tập trung là hiện tại tiếp diễn, như vậy là they đi với à, đúng nè, họ picketing, đúng nè, picketing from the break. Rồi, câu 10. Thì, why you walk so fast today? You usually walk quite slowly. I hurry because I meet my mother at 4 o'clock and she not like to be kept waiting. Ok, hỏi là tại sao bạn đi nhanh quá ngày hôm nay vậy? Thường thì bạn đi khá là chậm. À, tôi rất bận, à, tôi bận rộn, tôi nôn nóng, tôi bận, tôi gấp gáp. À, bởi vì tôi rất gấp đúng không? Bởi vì tôi gặp mẹ tôi lúc 4 giờ chiều và bà ấy không thích đợi chờ đợi. À, như vậy tại sao bạn đi quá nhanh hôm nay? Thông thường bạn đi khá chậm. Như vậy thông thường bạn đi khá chậm đó là thì tại đơn đúng các bạn, đúng nè. Rồi thông thường khá chậm nhưng hôm nay bạn đi nhanh đúng không, đang diễn ra đi nhanh. Như vậy why tiếp diễn đúng nè, why are you walking so fast today? Rồi. Như vậy trả lời sao? Tôi đang rất gấp đúng không? I am hurry. Đúng nè. Because I am đúng là tôi sẽ gặp đúng không? Biết tiếng. And cô ấy không thích, nó sợ thích đúng không? Hiện tại đơn đúng các bạn. But not đúng không? Like be kept waiting. Không thích. Đây đơn. Ok. Rồi câu 11. I wish that dog would lie down. He keep jumping up on my lap. I think he wants to go for a walk. 11. Tôi ước gì chó đó nằm xuống ha. Nó luôn nhảy lên đùi của tôi. À, nhảy lên đùi của tôi. Tôi nghĩ rằng nó muốn đi dạo bộ. Như vậy, câu này tôi muốn đúng không? Tôi muốn thì chỉ đơn giản là hiện tại đơn đúng không? I wish. Đúng không? Rồi. Thì keep đúng không? Keep cũng hiện tại đơn, cái gì hiện tại tiếp diễn hết rồi ha. Keeps mình. Rồi I think tôi cho ra cũng hiện tại đơn các bạn ha. He wants tại đơn luôn ha. Want to go for a walk. Rồi tất cả hiện tại đơn hết.
câu 12. You recognize that man? I think that I have seen him before, but I not remember his name. Bạn có nhận ra người đàn ông đó không? Tôi nghĩ là tôi đã nhìn thấy anh ta trước đây, nhưng không nhớ rõ tên. Ok, như vậy you, bạn nhận ra đàn ông đó, gã đàn ông đó không? Thì đơn giản chỉ là đơn, đúng không nào? Do you recognize that man? Nào, đại thơ ha. I think, rồi cũng hiện tại thế, không có gì đâu mà hiện tại tiếp diễn, đúng không nào? I think that, tôi nghĩ rằng tôi nhìn thấy anh ta trước đó nhưng mà tôi không nhớ rõ tên anh ta. But I, chào các bạn, I do not, I don't remember, đúng không nào? Không nhớ rõ tên anh ta, vậy thôi, đơn giản vậy ha. Câu 13. Look at that crowd. I wonder what they wait for. Hãy nhìn vào đám đông đó. Tôi tự hỏi là họ đang đợi cái gì, đúng không nào? Như vậy I wonder, đơn giản I wonder. Hiện tại đơn không có gì hết ha. Không biết họ đợi cái gì. Như vậy họ đang đợi, đúng không? Đám đông họ đang bu đông thì họ đang đợi, đúng không nào? Để họ waiting for. Đúng không nào? Đây là cái chuyện ha. Rồi, câu 14. This message has just arrived, and the man wait in case you want to send a reply. Thông tin đó vừa mới đến và người đàn ông này đợi trong trường hợp mà bạn muốn gửi một cái lời hồi âm ha. Như vậy this message has just arrived, vừa mới đến ha, cái thông tin vừa đến và đàn ông này đợi. Như vậy là có đang đợi không? Đang đợi chứ, đúng không? The man is, đúng không các bạn? Waiting, đúng không nè? Waiting, đúng là người đang đợi. Đợi. Trong trường hợp bạn muốn gửi bên lời hồi âm, à như vậy nhận, anh đang đợi để nhận được hồi âm. Nếu trường hợp bạn đưa cái hồi âm, à, gửi hồi âm phản hồi feedback lại ha. Như vậy you want, có wanting không? Không ha, trường hợp này là want. You want, vậy hiện tại đơn thôi ha. Câu 15. Stop. You not see the notice. I see it, but I can't read it because I not wear my glasses. What it say? It say these premises are patrolled by guard dogs. Hãy dừng lại. Bạn không nhìn thấy bản thông báo à? Tôi có nhìn thấy nó nhưng không thể đọc được bởi vì tôi không có đeo kính. Nó nói gì vậy? Nó nói rằng khu vực này sẽ được kiểm soát, sẽ được đi tuần bởi chó bảo vệ ha. Chó tuần tra, chó bảo vệ. Ok, dừng lại. Bạn không thấy thông báo à? Nè, bạn không thấy thông báo sao? Dừng lại, bạn không thấy thông báo sao? Như vậy là các bạn đơn mà, đúng không? Do you, đưa lên đi, đưa nó lên luôn ha. Don't you, đúng là cho dễ. Don't you see the notice? I see, đúng là I see it, đúng là như vậy cả. Thành đơn luôn các bạn ha. Rồi, but I can't read it because I, tôi không có đeo. Hiện giờ tôi không đang đeo, đúng không nào? Nhưng mà I am not wearing, đúng không các bạn? Wearing my glasses. What it say? Như vậy nó nói gì, đúng không? Bạn nói gì thì là what does it say? Đúng không nào? Does it say? It says, sao? Nó nói cái gì? Nói rằng khu vực này được kiểm soát, sẽ được tuần tra và chó bảo vệ. Ok, câu 16. Cô ấy luôn luôn mượn tiền tôi và cô ấy không bao giờ nhớ để mà trả.
cồn ha, rất nhiều cái trí nhớ rất là độc ha. Ok, cô ấy luôn luôn mượn tiền thì câu này để chúng ta có thể chia ở thời hiện tại hoặc thời hiện diện các bạn ha. Rồi tôi chia ở thời hiện tại luôn đây ha. Rồi, cô ấy luôn luôn borrows ha, đã quen luôn và không bao giờ nhớ. Câu 17. You need another blanket. You need another blanket or feel warm enough. Rồi đơn giản là lời khuyên mà. Bạn cần, đúng không? Một cái mền khác. Hoặc là sẽ cảm thấy gì? Do you feel warm enough? Đúng nào. Đủ ấm chưa, đúng không? Câu 18. It saves time if you take the path through the wood. No, it not matter which path you take. Sẽ tiết kiệm thời gian nếu như mà bạn đi cái con đường này thông qua khu rừng. À, không, nó không vấn đề gì. Cho dù bạn có đi con đường nó không có tiết kiệm được gì, không, nó sẽ không có tiết kiệm được cái thời gian cho dù bạn có đi con đường nào khác. Như vậy đơn giản chỉ là hiện tại đơn mà, đúng không? Ok, if you have... no, it does not. Các bạn dùng tiết kiệm thời gian ha. I save up because I go abroad in July. Tôi tiết kiệm bởi vì tôi đi nước ngoài vào tháng 7 ha. Như vậy là tôi tiết kiệm, tôi đang tiết kiệm mà, đúng không các bạn? I am, đúng không? I am saving up, đúng không? Tôi đang tiết kiệm bởi vì tôi sẽ, đúng không? Tôi chưa đi mà. I am going, đúng không nào? Tôi sẽ đi ngoài. Câu 20. I think it's a pity you don't take more exercise, you get fat. Tôi nghĩ là tôi rất tiếc, tôi cho là rất tiếc nếu như bạn không có tập thể dục nhiều hơn, bạn sẽ mập đấy ha. Trở nên mập đấy. Như vậy là đơn giản tôi nghĩ ha, hiện tại đơn I think, đúng nào? Đơn I think it's a pity you don't take more exercise, you get fat. Như vậy là you trở nên, đúng không? Như vậy trong tiếng Anh thì đang trở nên tốt hơn, tăng lên, trở thành gì đó thì nó chúng ta chia thì hiện tại tiết kiệm, đúng không? You are getting fat. Câu 21. The plane that you look at now just take off for Paris. Paris. Yeah. The plane that you đang nhìn, đúng không các bạn? Đang nhìn, đang tìm kiếm, đang looking at. À, looking at thì just vừa mới. À, take off như vậy cũng là, đúng không? Just taking off. 22. Tom never do any work in the garden. He always work on his car. Đấy, Tom never does. Tom never does any work. He always, các bạn, he's always working. On his car, he is always, đúng không? Câu 23. What he do to his car now? I think he's polish it. Anh
anh ta làm gì với chiếc xe ấy vậy? Bây giờ đó, hiện tại giờ anh ta đang làm gì với chiếc xe ấy đúng không? Tôi nghĩ là anh ta đang đánh bóng nó đúng không nào? Như vậy, what đang làm gì đúng không? What is he đúng nè? Is he doing this part đúng nè? I think thì hiện tại thôi đúng nè. Tại sao đang đúng không, đang đánh bóng đúng nè. It is polishing. Câu 24. What film come to the local cinema next week? You want to see it? That film. Bộ phim đó sẽ đến vào rạp chiếu địa phương tuần tới. Bạn muốn đi xem nó không? Ok, that film sẽ đến lúc nào? Lại đơn. Vậy, cái tương lai. Lúc nào? Rồi, bạn muốn xem nó không thì do you want to see it? 25. How Peter get on that school? Very well. He seemed to like the life. Peter như thế nào ở trường học rồi? Ồ, rất tốt. Vẻ như anh ta rất thích cuộc sống ở đây. Ok, như vậy how giống như nãy đúng không? Tiếp diễn nó sẽ là cái quá trình mà bạn sẽ tăng lên, giảm xuống, trở thành tốt hơn vân vân. Như vậy how is Peter getting à? Rồi, với phiên quẹt he seems hiện tại đơn hay đúng không? He seems like Mrs. Pitt look so angry? Mr. Pitt smoked a cigarette and dropped the ash on the carpet. Tại sao mà bà Bích trông rất là giận dữ vậy? Bởi vì sao? Bởi vì ông Bích đang hút thuốc đúng không ạ? Và làm rớt tàn thuốc để tập thảm. À, vậy đang diễn ra đúng không? Why is Mrs. Pitt đúng là looking đúng là looking so angry à. Rồi, bởi vì ông biết sao đang hút thuốc đúng là smoking đúng là smoking cigarette à. And làm rớt đúng không? Drop đúng không? Dropping ash bạc. Dropping. 27. This is our itinerary. Đây là cuộc hành trình của chúng tôi. We leave home on the 8th, arrive in Paris on the 9th, spend a day in Paris and set out that night for Venice. That sounds most interesting. You must tell me all about it when you get back. Okay, như vậy, khi nói về chuyến đi thì lúc đó chúng ta chia thì nào các bạn? Được, mà chúng ta rời, chúng tôi sẽ rời đi vào 8 ha, đến Paris 9 nè. Spend trải ra, trải qua ngày ở Paris và rồi đi đến ha, đêm đó đến Venice. Wow, đó là thật là tuyệt vời, đó thật tuyệt vời. À, hiện tại đây luôn các bạn ha. You get back. Đó là
Rồi. Câu 28, 29, 30. 30. 30. 31. Là trong cái đoạn hội thoại các bạn nha. Như vậy, this story is about a boy who makes friends with a snake which he finds in his garden. Then he go away, but he not forget the snake, and some years later he return and look for it. Câu chuyện này nói về một cậu bé người làm bạn với con rắn mà anh ta nhìn thấy, tìm thấy ở trong vườn. Sau đó anh ta đi xa, nhưng đã quên mang theo con rắn, và vài năm sau anh ta trở về đi tìm nó. Như vậy câu chuyện nói về cái gì đó hiện tại đây, đúng là the boys. Như vậy là Max, thứ ba số ít ha, hãy chọn Max Bang with a snack which he find. Okay. Hiện tại đây đúng là hiện tại trong vườn. Rồi anh ta đi, hiện tại đây he goes, đúng là đi xa, go away. Anh ta đã không quên con rắn ha. Anh ta đã không quên con rắn ha. Anh ta đã không quên con rắn các bạn ha. Does not ha. Không quên con rắn. Nhớ nó đó. Và vài năm sau khi anh ta trở về, he returns và sẽ luôn ha. Và tìm nó. Thì anh ta tìm thấy, he find the snake who recognized his old friend and coin around him affectionately. But unfortunately, the snake is by now a full grown boa constrictor and its embrace killed the poor boy. Anh ta tìm thấy, ok, anh ta đã tìm thấy con rắn, đúng là phải tại đây các bạn nha. Rồi, hay, nhận ra, đúng không? Một cái analysis, tại đây ha. Các bạn, tại đây, bạn cũ ha. Và rồi, con rắn nó quấn anh ta, đúng không? Quấn quanh người anh ta, cách triều mến ha. Affectionately triều mến. Nhưng không may, con rắn bây giờ nó đã lớn rồi. Mỗi con mà boa constrictor là con trăn trong Mỹ, nó cực kỳ to các bạn, to lắm. Và cái vòng quanh của nó, vòng tay của nó, cái sức quấn của nó đã giết chết cậu bé nghèo này. Câu 30, ví dụ mấy hỏi ha, con rắn có tiếc về điều này không? Đúng không? Mày hỏi. Does, đúng không? Does the snake feel sorry about this? Đúng không? Tại đơn, đúng không? Rồi, trả lời tôi không biết, đúng không? Do not know. The story end. Hiện tại đơn các bạn. Ends there. Câu 31. How you end a letter that begin, dear sir? I always put yours truly, but Tom prefer yours faithfully. Như vậy câu hỏi đơn giản là bạn kết thúc lá thư mà bắt đầu bằng cái chữ dear sir như thế nào, đúng không? Thì trả lời tôi luôn luôn đặt cái chữ là yours truly, nhưng mà Tom thì thích yours faithfully. Đơn giản hiện tại đơn thôi mà. How do you end? Begin, đúng không?
Thì sao? Sao? Tôi luôn luôn Julie có thằng prefer tám thích à đẹp yours thích what the word catastrophe mean it mean disaster. Cái từ catastrophe nghĩa là gì? Nó nghĩa là à, như vậy đơn giản hiện tại lên what does the word catastrophe mean các bạn? It means à, disaster. Okay. À. Rồi câu 33. What you wait for? I wait for shop to open, but it not open till night. I know, but I want to be early as their sale start today. What you wait for? Nhưng mà đang đợi đúng không? What are you, đúng không? What are you waiting for? Đúng không? What are you waiting for? Tôi đang gì? Tôi đang đợi đúng không? I am waiting, đúng không nào? Tôi đang đợi cho cái shop mở cửa, đúng không nào? But it's not open till này. Như vậy ở đây là cái gì các bạn? Hiện tại đơn tiếp diễn. Đơn. Okay, đây là cửa hàng nó mở đúng giờ nó mở đúng không? Okay, it does not đúng không? Does not open ha. Rồi tôi biết hiện tại đơn đúng không? Tôi biết nhưng mà tôi muốn đúng không? Muốn ha. Hiện đơn tôi muốn trở thành là người sớm nhất ha. Khi mà mùa bán hàng bắt đầu hôm nay. Giá bắt đầu tháng này như vậy. As the sale is đúng không? Is started today. Nè. Okay. Sẽ diễn ra mà đúng không? Rồi. Câu 34. Why you smoke a cigar? Mr. Pitt. You not smoke cigar as a rule. I smoke it because I want the ash. The book say that cigar as mixed with oil, remove its stains from wood. Tại sao bà hút xì gà vậy bà Pitt? Thường thì bà đâu có hút xì gà đâu, đâu hút thuốc đâu. Trả lời, tôi hút bởi vì tôi muốn lấy cái tro của nó. Trong cuốn sách này nói rằng tro xì gà trộn với dầu có thể là tẩy được thì vết ổ trên cái mặt gỗ ha. Như vậy đang hút đúng nào, đang hút cái nữa. Why are you smoking các bạn? You smoking cigar. Thông thường thì bà đâu có hút, thói quen mà. You do not smoke nào. That's a rule. Thông thường bà đâu có hút đâu, đúng không? Phải đơn. Rồi, tôi hút như tôi đang hút đúng không? I am smoking đúng các bạn, I am smoking bởi vì tôi muốn lấy tro đúng không? Tôi muốn what nào thì cuốn sách này nói rằng phải đơn luôn đúng không? Tro xì gà trộn với dầu remove. Cuốn sách này nói rằng như vậy remove sách nói cho nên là hiện tại đơn. Như vậy cái cụm là cigar ash mixed with oil, như vậy đó là chủ từ số ít cho nên remove chúng ta sẽ thêm s đúng không các bạn. Rồi thứ ba số ít thêm s remove. Ok 35. Who owns this umbrella? I do not know. Everybody use it but nobody know who own it. Okay, đơn giản như vậy là ai sở hữu cái dù này đúng không nào? Sở hữu dù này thì hiện tại đơn thôi, không có gì đâu ha. Rồi tôi không biết, đơn giản hiện tại đơn. Do not know.
Everybody uses, đúng không nào? Ai cũng dùng nó, nhưng mà không có ai biết. Ok, không ai biết. Được. Ai biết là ai sở hữu nó hết. Ok, đơn giản thì tay đơn. Không có đơn không? Okay. Rồi, câu cuối cùng, câu 36. You mind if I ask you a question? That depends on the question. It concerns your brother. I refuse to answer any question about my mother. Anh có phiền khi tôi hỏi anh một câu hỏi không? Đơn giản hiện tại đơn đúng không? You mind? Có phiền. If I ask you a question. Đơn, có gì hết ha? Trả lời. That depends các bạn ha. Nó tùy thuộc vào cái câu hỏi anh đặt ra, đúng không? It concern about, it concern your brother, nó liên quan đến, đúng không? Your brother liên quan đến trai của anh. Rồi trả lời, I refuse, tôi từ chối. À, câu trả lời, đúng là hiện tại tôi từ chối. Tôi thử ra cho anh câu hỏi, bất cứ câu hỏi nào về trai của tôi. Ok, như vậy là chúng ta đã giải quyết xong 36 câu hỏi trong cái đề chọn hiện tại đơn hoặc là hiện tại tiếp diễn. Cái này nó hơi rắc rối một chút. Tuy nhiên, nếu mà các bạn đọc kỹ lý thuyết thì các bạn sẽ quyết tốt. Chúc các bạn học tốt tiếng Anh. Hẹn gặp các bạn video sau.